But I tell you why we have the International Teacher Course. Especially in Europe, the massage teachers and the massage school owners is not educated in how to teach others. And it needs these skills in order to teach others. And this is the reason why, in my opinion, that the European massage therapists are less good. Đó là lý do tại sao mà những cái trường massage ở châu Âu các bạn thì cái người mà dạy với cái người mà làm chủ cái trường á, nó học And I'm pretty sure, that also here in Vietnam you can improve. Tôi biết rằng là ở Việt Nam các bạn có thể cải thiện cái điều này. So the thing is, we allow them to download the photos of themselves. Điều tuyệt vời là trong cái thời gian trong này các bạn đăng ký thì các bạn được quyền upload lên, tải nó lên cái hình ảnh của mình, bằng qua video đó. And it actually helps promote themselves too for the future. Điều đó chính là tự mình quảng bá mình cho tương lai. And they'll even use their photos in their profile picture on Facebook. Và mình dùng những cái hình ảnh đó để mình quảng bá những cái Facebook của mình. And it's only helping out the organization when they do that. Đồng thời cũng giúp cho cái tổ chức có được những hình ảnh. Bây giờ cho Thủy chia sẻ tí xíu. Let me share my experience a little bit about the massage. Mình xin giới thiệu, mình là Thủy Alice Nguyễn Thị Lệ Thủy và mình là đã sống ở bên Mỹ 12 năm. Mình có cái bằng license tại Mỹ về massage. Và mình I share the experience how to know the massage nerve. Và cái thời mình học massage, mình mới lóc vào trong cái YouTube, mình mới gặp được cái anh này, cái hình ảnh của cái này và mình học rất là nhiều. Các bạn biết là khi mà anh nói lúc mình nervous when I look at the video, but I learned from the technique from him. Nhưng mà mình lúc đó mình học ở trong cái trường các bạn, mình cũng phải thực hành tất cả mọi thứ. Thế là mình log in and YouTube and learn. Đó là mình có cái kỷ niệm với cái anh Ryan này. Today I meet you. The only reason I made my website is for my students to help them. Đó là lý do tại sao mà anh xây dựng cái website để cho học viên của anh có thể vào đó để mà học, để xem những video clip đó để học. But the nice thing about massage, it doesn't matter what language you speak, you can see the. Cái điều tuyệt vời nó không phải là cái ngôn ngữ nữa mà nhìn cách người ta làm và mình bắt chước mình làm theo. Yeah, the language is helpful, but the actual techniques. Ngôn ngữ thì tốt, tuy nhiên cái kỹ thuật nó quan trọng lắm. Okay. Yes, thank you very much. Yep, good. Okay, I'm showing you one or two videos. Có nghĩa là anh sẽ cho các bạn xem một cái video clip. It's a video from 2019. 2019 đó. So many different massage therapists. Nhìn there were 200 therapists. 200 cái nhà massage ở đây. But I want to show you another thing that we do at the International Massage Association. We also award the very best massage teachers and promotion. Mình thưởng cho những cái giáo viên dạy massage nữa các bạn. Có nhiều giải thưởng lắm. It's about promoting massage profession. Cái sự quảng bá lên massage. How do we do that best? Làm thế nào tốt nhất? Making professional videos, for example. Thí dụ như những cái video call chuyên nghiệp. Therapist, him or herself, có thể về cái nhà massage đó, or a special method, hoặc là cái phương pháp đặc biệt nào đó, or a spa, hay là spa, cái gì? Có thể là trường học. And also won a prize. Trường học Anh chính là một trong những cái trường đưa. Nó là what is massage nowadays? Cái massage hiện nay là như thế nào? It is pressure. Là ấn nè. It is stretching. Kéo giãn nè. It is mobilization. Mobilization. Là di chuyển nè. So you already now can see ba it's cái a combination. Sự kết hợp. In many things. Với nhiều thứ. Statistically. Về thống kê mà nói. One third of your clients. Một phần ba cái khách hàng của mình á. Will leave you. Sẽ rời khỏi mình. Before, because they look for a new experience. Bởi vì họ muốn tìm cái sự trải nghiệm mới khác. But if you. Mới nếu mà bạn. Once a year. Can give them a new experience. Một năm cho người ta một cái trải nghiệm mới khác như vậy. Họ sẽ ở lại với các bạn. Continuing coming to your. Tiếp tục quay trở lại với cái chỗ massage của mình. Which is the reason why we have to develop.
Đó là lý do mà chúng ta cần phải phát triển thêm. And why we always have to lúc nào cũng give them an experience, muốn cho những cái trải nghiệm. Good massage, wellness, massage tốt, khỏe. Nice experience also. Và một cái sự trải nghiệm tuyệt vời. If you do the same, nếu mà bạn làm như vậy, you will lose your clients. Nếu mà làm y hệt như vậy, cứ mỗi năm như vậy, mình sẽ mất cái khách hàng của mình. Năm này qua năm khác sẽ mất. I want to say thank you for your big attention because you sit and listen to hours. À, tôi nghĩ là các bạn có một sự chú ý 2 tiếng đồng hồ các bạn tập trung vô. Nghe. Yeah. Maybe you are sitting up now. Nào, chúng ta đứng dậy hết rồi nào. Dancing đó. The Reichsbühne nearest myself. I shake like this. Use my hand again. Đẩy lên. Use my body. Dùng cái phần. I give massage my fingers also. I give massage on rhomboid muscle, a muscle that takes the shoulder blade towards the spine. Yeah. And I also give massage on levator scapula. There is elevating the shoulder blade. Vậy. And triceps muscle. There is elevating the shoulder itself. So it looks like this. Up. Lên. And pull. Kéo nó xuống. Up. And pull. Kéo nó xuống. Yeah. I do this many times. Dùng nhiều lần nha. That was the second one. What is the next? I will do this on both sides, of course. Huh? And then include the trapezius muscle. I do that. Anh nói cụ thể từng cái tên của cái cơ luôn. Cơ trám, cơ nâng vai. Trapezius muscle. Triceps muscle. Elevate the shoulders. Cơ nâng vai. And I use only, I mean, this part I give massage. You know this. Yeah? And I do my use my knuckles. Not these, but these, we call them the leopard knuckles, like the animal. So I lean in. Đó. Tựa vào. And đúng I rồi. Use my knuckles. Đó. I do it, of course, both sides. Dùng cái nặng, sức nặng của thân. Đó, dùng cái rhythm. So it's no not a lot of pressure from the arms. Yeah. Không it's có cái áp lực nào nằm ở trong cái lòng bàn tay của ảnh và cái tay của ảnh nó sẽ không có dùng sức nhiều gì cả. Remember both sides. Làm cả hai bên như vậy. Then petrosage the upper trapezius muscle. Yeah. Classical. You do it yourself. Yeah. Petrosage. Nâng bập. Upper triceps. Like this. And again, use your body weight. Use đây, dùng cái nặng của cơ thể mình giống như cái mình làm tai chi vậy đó. Circular friction of the levator scapula. Okay. Now comes a number of circulation massage. Rất là nhiều những cái động tác xoay tròn. And the idea of circulation is begin wide and get closer and closer to the tension to the trigger points. À, có nghĩa là cái ý tưởng là làm từ ngoài đi vào từ 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 vào trong như thế này. So you make circulation. Làm cái vòng tròn. On the muscle, smaller circles, and at one time you find the trigger point. Đó. You push. Khi mà tìm thấy cái điểm tắt rồi mình you give them a break. You do it again. Nghỉ bắt đầu làm nữa. Maybe from a different angle but từ một cái góc khác nhau. Maybe even the same. Đó. Do that many times. I làm do it lần. On triceps muscle. Triceps. I do it on levator scapula. Yeah. Circles. Push. Do it again. Circles. Push. And you can feel it. Can you feel it? Yeah. Okay. I do it on rhomboid. Rhomboid like cơ trám. I can use my other hand perhaps. Maybe there is more than one trigger point. Có thể nhận ra nhiều cái điểm tắc ạ. Thấy rồi. Chị giọng nha. And he's turning a little red. It's okay. Yeah, and that was the rhomboid. What else? Yeah, teres major, teres minor, infraspinatus. Exactly, of course. Các cái cơ ở vùng bả vai. Yeah. Come with your hand, please. Đưa tay ra đi. Relax. Thả lỏng. You can see the shoulder blade. À, bắt đầu cái vai cơ và vai cái xương bả vai nó lộ lên. Blade,
vòng vòng. Infraspinatus muscle. Có một cái loại cơ. Rotating. Nè, nó yeah? nó xoay. Between shoulder blade and arm, there is two other muscles. Hai cái muscle ở đây, hai cái cơ đây. Major. CS minor and major. Mình không có dịch cái cơ cụ thể nha các bạn. Making rotation. So I do again circulation. Xoay. Push. Ấn. Circulation. Push. I do the same. Maybe with CS minor and major. Maybe I will stand here. Sorry. Tập trung vào cái cơ nhỏ ở cái bả vai đó. You talk a lot about the and I talk a lot about not the use of oil, but I need it here in order to make the circulations. Yeah. Anh dùng dầu nhiều để cho nó trơn. Push. Ấn. Circulation. Push. Xoay tròn. Ấn. Yeah. You understand the idea? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. We have neck. Classic, tay cổ nè. Classical pit massage. Cái cơ ở cổ. One good advice. Cái lời khuyên hay đó. Get outside là bên ngoài, the neck, not only behind but out here. Bên ngoài nữa. Because these muscles is synergist, they are helping out with some movements, and we very often forget them. Right? Thường mình quên cái cơ đó, phải đi từ ngoài đi vào. So we make petrosas on the side of the neck. Yes. And palm friction of levator scapula. Yeah. Levator scapula, sitting here, elevate the shoulder. Cái cơ bên vai đó. Round the neck and push away the muscle and the shoulder blade. Okay. Đẩy nó ra, đẩy nó ra. Yeah. Tách nó ra. Use your body weight. Dùng lực của sức của thân. We can do both sides, of course. And please, it goes too fast. The way I show it goes too fast. Thật ra anh làm này hơi nhanh chứ thật ra mình làm chậm hơn nha. Skull edge finger pressure, yeah. So the subtle. It's just about making a pressure in the neck where the muscles begins. You do this the same. Như cái chỗ tiếp giáp của xương sọ. Yeah. Yes. Knuckle friction, so the upper traps and scaling. Knuckle. Yeah. The leopard knuckles. We take triceps muscle, make the neck longer. Cái cổ nó dài. Levator scapula, she a change direction. Cơ. And if I'm big enough, I can also take rhomboid muscle. Uh-huh. If I'm not big enough, I can. Nếu mà nói mà anh cao đủ, anh có thể giới tới, anh làm luôn. Còn nếu không, anh xoay phía sau để làm. Jeez, I have to stand here, please. Yeah. Yeah. Next. Circular friction of superspinatus. Again, circulation. Yeah. Up here we have a muscle making abduction. Làm cho nâng cái vai mình lên. Yeah. Together with the shoulder. But we have supraspinatus here, and we again make circulation. We can do both sides. We can stay and push if you like. So frictions of rhomboid muscles. What? Thumb frictions of rhomboid muscles. Yes, true. Okay, I'm sorry. I have to think in English. Normally I think in Danish. So it's just like we have the rhomboid muscle here. Use your thumb. You know that this is very sore because a lot rất of stress. Là đau, nó rất là mỏi cái cơ đó đó. We do both. Mình làm cả hai bên. Oh, all right. Thank you. All right. Okay, Ryan. And press the rectus spinae away from the palm of your hand with your thumbs. Yeah. Again. Đây. The rectus spinae. Yeah. Cái cơ thẳng lưng á. You have the spine. Đây là cái xương sống nè. Then you have a valley. Đó. Then you have a mountain. Dùng cái phần thấp tới cái phần cao đó đó. You check your palm into the valley and you push away the mountain. Okay. Push away the rectus spinae. Đẩy nó ra ngoài. Butterfly. What? Pressure down the rectus. Easy now. Easy now.
have to show it. You have to do it slowly. First, cần phải chậm. Use your palm. Dùng secondly, bàn tay. Use your thumb. Dùng ngón tay. Go into the valley, push away the mountain. Mm-hmm. You understand? We are sometimes you understand the pictures. Mm-hmm. It is better. This is very deep, so do it slowly. When you go deep, always slow. Khi mà đi sâu, lúc nào cũng phải đi chậm. Superficial, faster. Okay, you understand the idea. All right. Yes. I have to stand here. Petrosides and lower back. No. The before. Just to. It's butterfly pressure down the record. Two times of butterfly. Butterfly. Butterflies là con bướm, cánh bướm nè. Okay. Push. Ấn. The idea is to push Ấn. And divide. Ấn và đưa ra. Just think like that, okay? Ấn và đẩy ra. Push and you divide. Push and divide. Để cái chân ngoặn. Ngã người xuống. Yeah. Tell them it goes too fast. Mm-hmm. Ngã người xuống và đi chậm. So you do this a few times. Vài lần. You do it symmetrically. And then you do it rhythmically. Làm đúng chính xác vậy, sau đó mình đi. Rhythmically là bắt đầu làm đều đặn mỗi bên như vậy. Bên and này rồi tới bên kia, bên này rồi tới bên kia. The reason is to make the spine do like this. Nó làm cho cái xương sống của and mình nó nhẹ, nó giãn. Like this. Sau đó là you move the spine and mm-hmm. the muscles around the spine. Mm-hmm. Yeah? So this is why we do it two different ways. Yeah. Okay. Petrosize the lower back with one hand. Yeah. Làm một tay just thôi. Like we did here. Giống như làm cái cổ. Do here. Làm ngay phần lưng. Yeah? We do it maybe from different angles. You can even do two hands if you like. Yeah. Circular friction of quadratus lumborum. Yeah. Quadratus lumborum is a muscle that makes lateral flexion. It sits in here between ribs and hip. Between ribs and hip and I make circulation. What did I say, circulation? Cái cơ giữa cái cơ xương sườn ở dưới á và chạm tới cái mông á. Yeah. So again, circulation massage standing here. Xoay vòng tròn. Circulation of this muscle. And when I find the trigger point, I push. Khi mình nhận ra có cái điểm tắc á thì mình ấn. Understand the idea? Yeah. Circulation, pull, push. Yeah. Different angle. Maybe sometimes this way, sometimes this way, depending on the tension. Yeah. And I do this on both sides, but now it's straight. Làm cả hai bên. Yeah. And I will do hand palm pressure, if you will. Làm bằng tay nha. And I have to find ribs. I have to find hip. Phải chạm tới cái xương sườn cuối và cái hip là cái không, cái mông, hip. Lean in, use my body weight. Dùng cái sức nặng của anh. It's a very strong muscle. Yeah. You know that. So, first I use my palm, and then I go sharp. So maybe I go in with my fingers after. Always begin wide. Lúc nào cũng bắt đầu narrow. Bên ngoài trước, bắt đầu đi vào trong cái điểm. Nếu không thì họ không có thư giãn được. Finger pressure of QL. Oh, I am, but that was it. Pull back apparatus. Of course, I have to do it both sides. Sau khi làm xong hết rồi, bắt đầu mình quay trở lại. Vuốt đều hết hai bên. The idea with this massage is keep focusing on one or two muscles. Cái điều quan trọng nhất trong cái massage này phải tập trung một trong nhóm cơ nào đó, mình phải biết mình đang làm cái nhóm cơ nào. Know whether it is superficial or deep tissue. Phải biết là cái cơ đó nó nằm ở bên ngoài hay nó nằm ở cái lớp sâu ở trong. You can choose a little speed, superficial, but you have to go slow in deep tissue. Mình nhận nó ra rồi massage lúc đầu là lúc đó mình mới bắt đầu đi từ từ, mình đi sâu vào trong. Và đi chậm. It's very much about move the muscle
cái quan trọng là di chuyển cái cơ đó đi chéo qua đi lại, đi lên hay đi xuống, hay là mình sẽ chéo nó, cross nó. And finding the most tension points, trigger points in the muscle. Trigger point, tìm được cái điểm mà nó bị tắc á, giống như cái nốt á. Okay. I can show of course a lot of other things, but I stop here. Yeah. Có nghĩa là anh có thể hướng dẫn thêm, nhưng mà anh ngừng ở đây cho các bạn thấy là cái cách massage của Swedish massage ở ghế là như vậy. Oh. Is it because they are very big? Oh, are you okay? So sometimes it cuts off circulation. Ah. It's okay. Ok anh này, anh nói thank you teacher. Are you comfortable? Cảm thấy thoải mái anh? Yes, okay. If you feel anything discomfortable, you say me, okay? Okay, nếu cái gì mà không có cảm thấy thoải mái hãy cho mình biết nha. Comfortable for you. Okay. I stay here. I don't use oil. Không dùng dầu gì cả. My spine must be direct. Okay. Not stay here, because if you stay here, you have problem. Cái thê đứng lúc nào cũng phải thẳng cái xương sống hết. L5S1. Okay, L5S1. Okay. Yes, great problem. Here's mình bị vấn đề nhất là cái đốt cột sống lưng số 5. My stay his spine direct. Cái thê đứng của anh lúc nào cũng phải thẳng. I bend my leg. Yes. Cần thiết phải khuỵu gối xuống lúc nào xương sống phải thẳng. Đó, xương sống phải thẳng. Okay, I relax my hand. Thả lỏng cái cánh tay ra. Imagine I put down in warm honey. Warm what? Honey. Warm honey. Honey. Yeah. Honey. I don't know. Honey, you know. Honey. Honey girl, honey. Like honey. The bees, honey. Honey. Like honey, bees. Honey. Oh. Giống như con ong á. Con ong. Con ong nó cây mật ong á, nó chảy xuống vậy nè. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, nhưng mà ông nó chạy xuống, mà nó chạy xuống, thả lỏng đừng. You feel long, long finger. Cảm thấy cái ngón tay của mình nó dài, giống như mặt ông nó chạy xuống. Rồi lúc này mới chạm tới cái đầu của ảnh, đó, lắc lư theo. Thấy cái thế anh đi không? As big tree. Giống như cái cây. I move not my hands. I move my foot. Anh không có di chuyển cái cổ tay anh đâu, anh di chuyển bằng cái thân nè, cái thân người của anh này, cái gối nè, mình tự mình làm mình cảm thấy nè, mình di chuyển cái này, cái người di chuyển của mình. Neck and head. Anh có thể cảm nhận được cái sự di chuyển giữa cái đầu với cái cổ đó, đó, thấy cái. You can see. Nhìn thấy. In this situation, his head free. Lúc này trong người anh mới cảm thấy. No problem. A little bit. Change position. Yeah, thấy thay đổi một cái tư thế chút xíu không? Change position here. Đó, thay thế. Contact and little bit straight. Đó, đằng phía sau nè. Đó, cái thế anh nè. Cái thế anh thay đổi nè. Down. And do a vibration. Đó. And I feel lắc. How will anh cảm nhận được cái sự nặng đi xuống cái xương sống của anh này. Khi mà anh nhích chuyến như vậy, anh cảm từng cái. He's in balance now. Đó, bây giờ anh nằm ở cái thế cân bằng rồi đó. Balance. Now he has not big stress. Không có cảm giác căng như lúc nãy but nữa. If he in stress, I don't feel the wave. Có nghĩa là nếu mà anh cảm thấy căng như vậy, nó không có nhức cái đầu, mà nó cứng như nè. Đó, bắt đầu nó mềm lên. Đó, nó mềm. Nó giống như cái cây trẻ là nó không còn già, nó cứng ngắc vậy. Đó là cái tin vui cho mình đó. And after it, I press a special point. Ấn nhẹ chút xíu cái điểm. They are the first reaction of stress. Cảm thấy một chút xíu căng ở phía trước. Ở phía trước trán. I not pressure. I balance his head between my palm on this. Anh phải cân bằng cái đầu của cái anh này và cái ngón tay của anh. Đấy, cái mặt sau của anh bở. Second point. Ở cái điểm thứ hai. Bấm huyệt. Thứ hai on, cảm nhận được những cái căng thẳng nó nằm ở phía trước trán, dài cái trán. Đó. I do. Do hơi xoay. Xoay cái gối nè. Friction. Friction có nghĩa là đi qua đi lại. Yes. Lên xuống nào. Movement and I can do next. Up. Tiếp tục. And down. Lên và xuống. Up
Then? And vibration on opposition. Yeah, opposition. Now, vibration on the end of finger. And feel the way. Understand? Anh đang cảm cái xương sống của cành này nè, anh đang làm cái di chuyển đó. Okay, now circulation. Bây giờ đi vòng tròn. You can feel every millimeter stretch of muscle. Not do it quickly. Mình làm chậm để cảm nhận từng cái cơ đó bắt đầu nó đang di chuyển với mình đó. You must feel as bằng cảm nhận cái sự thay đổi của cái cơ. And change direction. Và thay đổi ngược lại. And same on occipital. À, phía sau. Look at my legs. Nhìn thấy cái chân của anh nè, gối của anh. Lặp lại, nâng lên. Rất là quan trọng giữa cái phần trán với cái phần ống phía sau. I cannot do now no interruption because hair. Làm liên tục mà không có giở cái tay lên các bạn ấy, không có sự cắt. Take point. Bắt đầu đi từ từ vô. Point you know in Chinese medicine. Bei Huai name. Rất là bayu. Khi các bạn làm mà hơi nhúng nhích nhẹ nhẹ giống như baby mà mình có con mà mình ru nó ngủ nó hơi nhẹ nhẹ vậy đó. So and neck and I change position. Cổ và trán. I don't pressure but I only change position. So. Chỉ thay đổi vị trí thôi, không có đâu. Không có dùng ấn gì hết. Không có dùng cơ đẩy gì cả. Chỉ thay đổi vị trí thôi. Đó. As hook. And little bit vibration, it's all. Nâng nhẹ nhẹ và lắc nhẹ 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 nhẹ. Imagine thin layer of ice. Thin layer of ice. Yes. Thin. À, có nghĩa là cái miếng đá mà nó mỏng, cực kỳ mỏng. Ice, yes. And I touch this ice, but not broken it. Giống như ảnh hình dung là melt. Cái ảnh chạm tới và vừa nhẹ cái độ nó không ra mà cho nó chảy từ từ, ý muốn nói là cái tay của ảnh cáp lực từ từ. Remember, where nhớ is nè your attention? Cái sự chú ý của bạn đó, where is your energy, where your energy you can wait changing here is it. Understand? Cái năng lượng của mình đang tập trung ở đâu thì nó mình làm cái gì mà tập trung á nó sẽ tập trung vào đó. And go this line between frontal bone and temporal bone. Giữa cái xương trán và cái xương thái dương. And this side, same. Xương thái dương. Not, cái thái dương. Not use your power. Yeah. Only tension. Vừa thôi chứ không có. It's enough. Only tension. Không quá. Ấn quá mạnh. I change position. À, bắt đầu thay đổi cái tư thế của anh. I use little pillow between. À, anh có dùng cái. No pillow, I use my pillow. Anh dùng cái gối thay vì bây giờ anh dùng cái bụng của anh không có gối giờ anh dùng cái bụng. Okay. I do free pressure. À, có ba cái ấn huyệt đó, thấy không? Ba. You know we have six muscles. Có sáu.
áp lực xung quanh cái con mắt của mình. We do blood pressure low. Cái ấn của mình vừa phải thôi. And free chạm ground. Đó. One. Nâng lên. Ba cái vòng tròn. Hai. Round là tròn đúng không? And free. Ba. A lot of tense in this muscle. Đúng rồi. Cơ cầu má. One. Xương cầu má. A lot of. Two. Hai. Three. Ba. Maybe more. Có thể thêm nữa. Bây giờ mình làm mẫu, thành ra mình làm 3 lần thôi. Very important. Rất là quan trọng ngay cái khu vực của cái lỗ tai đó. Because it's a reflection zone of all. Có rất là nhiều những cái huyệt đạo nó nằm ở xung quanh cái lỗ tai. Dạ. Đầu nè, nhìn á, hình của cô đó. Đó. This is spine. Spine nè, nguyên cái này dòng này là cái là xương sống của mình nè. Đúng rồi, vành lỗ tai đó. And other. Đó. Yes. And switch out. Rồi, nhấn cái huyệt xung quanh cái huyệt and của tai. And wait. 1 2 3 4 5 6 7 open. Mở. Yes. And after it we rock with neck. Nào, lúc này mình làm với cái cổ nè. I short variant. Look. Yeah, nhìn thấy cái tai anh để rồi, sát cái xương sọ đó. And vibration. Lên nè. Lên rồi bắt đầu rung nhẹ nhẹ nè. Up muscle, up skin. Kéo nó ra. And và rung nhẹ 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 nhẹ. And cái tai của mình. With head. Cái tai lúc nào cũng vẫn giữ ở trên đầu của ảnh. And you know it's Thai massage. Ngay cả cái Thai massage đó, mình dùng ấn xuống nè, mình di chuyển lên. Around. Xong mình đi siêu tròn. Xoay quạt. Ấn xuống, quay. Frontal part of deltoid. Cái cơ trước ngực đó. Ấn nè, ấn nè, xoay nè. And after it, fixation. Thay đổi vị trí. Immobilization. Đó, bẻ ngược lại, giống massage của Thái không? And break. Đó. Yes. And it's the last exercise is very important. Cái bước cuối cùng rất là quan trọng nè. I do pressure. Đó. Làm cái ấn. I give message in my mind. Gửi cái thông điệp vào trong cái việc làm của anh. Speak, anh không có nói, anh chỉ nghĩ thôi. For example, be happy. Yeah? Uh-huh. Anh gửi một thông điệp, thí dụ như nè. Không, không có truyền năng lượng gì hết á. Good behavior là hãy có những cái hành vi tốt. Every step, my thing. Mỗi một bước anh làm như vậy, anh gửi cái thông điệp đó. Yeah. Yeah. Bye, Sibor. Bye, Sibor. Thank you very much. Thank you very much.